Alo, Vâng, em xem mời định thầy Hải báo. dạ Dạ vâng, dạ. em xin phép các thầy và các anh chị em đồng nghiệp hôm nay thì em xin trình bày về cái chủ đề chuẩn đoán hình ảnh dị dạng thông độ tĩnh mạch não. Thế thì dị dạng thông độ tĩnh mạch não là sự kết nối bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch thông qua cái ổ nai đớt hoặc là có thể trực tiếp mà không có cái rờ ma mạch. Thế thì đối với những trường hợp mà có nai đớt thì người ta sẽ chia thành hai cái dưới nhóm điển hình là cái loại khu trú chỉ có các mạch máu bất thường. Còn cái loại ít gặp hơn là cái loại lan tỏa nó nằm xen kẽ trong các cái nhu mô mỡ não bình thường. Đối với cái dị dạng thông độ tĩnh mạch não này thì tỷ lệ mới mắc là từ 0,89 cho đến 2,05 trên 100.000 người trên một năm và chiếm 4% cho các nguyên nhân chảy máu chung của nội sọ và 30% chảy máu không do chấn thương ở người trẻ. Nguy cơ xuất huyết hàng năm là 2 đến 4% đối với AUM chưa vỡ và 8 đến 17% đối với trường hợp mà AUM vỡ. Tỷ lệ tử vong do dị dạng thì là từ 12 đến 66% tùy từng cái báo cáo ạ. Về mặt chẩn đoán hình ảnh thì ở đây thì với ba cái vai trò, thứ nhất là chẩn đoán xác định dị dạng thông độ tĩnh mạch não, thứ hai là phân tích các đặc điểm về cấu trúc mạch máu trong ổ dị dạng để từ đó mà đưa ra được cái chiến lược điều trị phù hợp cho người bệnh. Và cái thứ ba, vai trò thứ ba là theo dõi tiến triển để sau điều trị. Và tiêu chuẩn để chẩn đoán AVM dị dạng thông độ tĩnh mạch não thì bao gồm có hai phần, đó là sự hiện diện của ổ dị dạng và cái thứ hai là có dẫn lưu điển hình của tĩnh mạch dẫn lưu sớm ạ. Thì đây là một cái ví dụ trên phim chụp điện, đây thì ta thấy có cái động mạch nuôi có cái ổ dị dạng đây và có cái tĩnh mạch dẫn lưu nó giãn. Về chẩn đoán hình ảnh khi mà đưa ra thì sẽ đưa ra các cái về mặt kết quả sẽ xác định được các cái động mạch nuôi thì có 1, 2, 3 nhiều cái động mạch nuôi cấp máu cho ổ dị dạng. Thì thứ hai là về vị trí và kích thước của cái ổ dị dạng. Và cái thứ ba là dẫn lưu về các đặc điểm về dẫn lưu của tĩnh mạch. Và thứ tư là cái bất thường mạch máu liên quan có hay không, phình mạch đi kèm. Cái thứ năm là bất thường của nhu mô lân cận có hiện tượng là thoái hóa hay phù não hay là thiếu máu não hay không, và cái thứ cuối cùng là sự hiện diện của xuất huyết là cấp tính hay mạn tính để đưa ra cái chiến lược cho các cái nhà điều trị lâm sàng và can thiệp để điều trị phù hợp cho người bệnh. Thế về vị trí thì được phân ra thành theo vị vùng chức năng và vùng của giải phẫu bình thường. Đấy, vùng chức năng thì có cái vùng vận động, vùng cảm giác, vùng ngôn ngữ, vùng vỏ thị giác, vùng nội thị, vùng dưới đồi, vùng thân não, nhân xám, nền sọ. Cái vùng không chức năng thì chia thành các thùy thì trán, thái dương, bán cầu, não hai bên và vùng dưới lèo. Về kích thước thì trên người ta sẽ đo cái kích thước mà theo các cái mặt phẳng, là mặt phẳng ASEAN, mặt phẳng Corona mà mặt phẳng Satan, đo các cái chiều kích thước lớn nhất và sau các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác nhau để đưa ra cái kích thước phù hợp cho đối với với dị dạng thông độ tĩnh mạch. Nó liên quan đến phân độ và chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Về các cái tĩnh mạch não thì có tĩnh mạch dẫn lưu thì có loại tĩnh mạch não nông và tĩnh mạch dẫn lưu nông và tĩnh mạch dẫn lưu sâu. Tĩnh mạch dẫn lưu nông thì là toàn bộ các tĩnh mạch ở cái bề mặt của cái vỏ não, còn tĩnh mạch dẫn lưu sâu là các cái tĩnh mạch bao gồm cái tĩnh mạch não trong, các cái tĩnh mạch nền và tĩnh mạch não lớn và toàn bộ các tĩnh mạch dưới lèo. Và cái định nghĩa về hẹp cái tĩnh mạch dẫn lưu là bất kỳ hẹp tĩnh mạch trên đường dẫn lưu của dị dạng mạch, mức độ hẹp so với cái đường kính tĩnh mạch hay cái trước chỗ hẹp. Còn định nghĩa về giãn tĩnh mạch dẫn lưu là giãn to khu trú trên 2 lần đường kính của bất kỳ vị trí nào trên đường đi của tĩnh mạch dẫn lưu. Các cái bất thường mạch máu liên quan ở đây thì người ta sẽ liên quan tâm đến cái bất thường là về cái phình mạch phình động mạch não đi kèm với dị dạng thông độ tĩnh mạch thì có chia ra thành ba cái loại. Thứ nhất là loại phình ở trong nidus, cái thứ hai là phình ở trên ở cuống mạch nuôi và cái thứ ba là phình không liên quan đến cuống mạch nuôi. Và trong cái ba loại này thì phình của cái động mạch nuôi ở trong nai đớt và phình của cái mạch máu mà cấp máu cho ổ dị dạng là cái phình có nguy cơ vỡ cao. Phương tiện mà được sẵn có và đưa ra ban đầu đối với trường hợp mà có bệnh nhân đột quỵ vào viện được đó là cái chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc.
thì nó sẽ phát hiện ra đối với những trường hợp mà chảy máu do EVM vỡ thì thường là chảy máu trong nhu mô chiếm trên 70 phần và chiếm trên 70% trường hợp tụ máu ở thùy não. Ngoài ra có thể là chảy máu não thất vào khoang dưới nhện tùy vào vị trí của ổ dị dạng. Đối với những người trẻ mà dưới 50 tuổi có chảy máu khoang dưới nhện hoặc là thùy não hoặc là não thất thì nên chụp tiến hành chụp vào các lớp vi tính có tiêm thuốc, để nếu mà không tìm được nguyên nhân thì người ta khuyến cáo là chụp đi đây để phát hiện ra các ổ dị dạng nhỏ mà có thể đã bị chèn ép bởi cái khối máu tụ phổi để đưa ra chiến lược điều trị cho người bệnh. Thế còn chụp các lớp vi tính thì đối với những trường hợp mà EVM mà chưa vỡ thì có thể chụp các lớp vi tính không tiêm thuốc thì có thể thấy trong thấy các cái bình thường, không phải phát hiện ra bất thường ở trên cái chụp các lớp vi tính không tiêm thuốc. Trong một số trường hợp thì nó có thể là nó biểu hiện bằng các dấu hiệu tăng nhẹ tỷ trọng, hoặc là có trường hợp có vôi hóa ở thành chiếm 25 đến 30% trường hợp, giảm tỷ trọng thì chiếm 25% trường hợp liên quan đến thoái hóa mô đệm nhồi máu hoặc là phù não. Một số thì có cái trường hợp là nó có giãn não thất khu trú liên quan đến teo nhu mạc mô não do hiện tượng thiếu máu não. Còn chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc thì là một phương pháp không xâm nhập, được thực hiện nhanh và phù hợp với thăm khám trong trường hợp mà bệnh nhân cấp cứu, và đây là một chỉ định cần thiết trong những trường hợp mà bệnh nhân trẻ mà có máu tụ trong nhu mô hoặc là xuất huyết mà không chưa tìm được không không rõ nguyên nhân. Nó có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, bộc lộ tốt các thành phần của ổ dị dạng, động tĩnh mạch dẫn lưu và phình mạch, vị trí của nidus và cái vị trí của ổ dị dạng so với nhu não và các cái cấu trúc xương lân cận. Và ngoài ra thì có thể là được tính được cái thể tích của cái ổ dị dạng nếu mà cần thiết. Và cái chụp cái các lớp vi tính này rất là cần thiết trong trường hợp mà bệnh nhân xuất huyết não và bệnh nhân trẻ và có những cái ổ dị dạng nhỏ, thì khi đấy thì ta chụp tiêm thuốc thì ta mới phát hiện ra được là bệnh nhân có dị dạng thông động tĩnh mạch. Đây là một cái ví dụ mà có một cái ổ dị dạng ở cạnh não thất bên bên phải, và khi chụp đĩa đây lên thì có một cái ổ dị dạng rất là nhỏ. Phương tiện thứ hai đó là về chụp cổng từ. Cổng từ thì đối với dị dạng thông động tĩnh mạch là một là một dòng chảy nhanh tạo nên cái dấu hiệu flow void và dễ nhìn thấy trên khuỷu xung T2. Còn đối với biểu hiện trên T1 là cái khối flow void có dạng tổ ong, và chuỷi xung T1 này thì đánh giá cái tuổi của khối máu tụ. Cái thứ hai nữa là về chuỗi xung T2 thì có cấu trúc hình ống ngoằn ngoèo, có dạng cũng có là flow void dạng tổ ong. Flare thì nó cũng là các cái dấu hiệu của flow void với gliosis, cái thoái hóa mô đệm lân cận. T2 sao thì để đánh giá cái tuổi của cái máu tụ. Chuỗi xung mạch top 3D là một cái chuỗi xung có phát hiện ra được ổ dị dạng còn mà không cần phải tiêm thuốc. Tuy nhiên thì cái chuỗi xung này thì phát hiện được 65% động mạch nuôi, 72% tĩnh mạch dẫn lưu và động mạch đôi khi chẩn đoán nhầm với cả tĩnh mạch dẫn lưu, và cái chuỗi xung mạch top 3D này thì không đủ để đưa ra được cái khuyến cáo điều trị cho người bệnh, mà cần phải đánh giá được toàn bộ cái ổ dị dạng thì cần phải đánh giá một cái phim chụp tiêm thuốc của cổng từ T1. Cổng từ thì nó ưu thế hơn trong việc phát hiện các cái chảy máu ở giai đoạn bán cấp hoặc là mạn tính, hoặc là các cái thay đổi thứ phát của nhu mô não lân cận như là thoái hóa mô đệm, hiệu ứng khối và hú não. Đây là một cái ví dụ mà flow void ở trên cái chuỗi xung flare trên chuỗi xung T1 ở bệnh nhân có cái dị dạng thông động tĩnh mạch, và đây trên chuỗi xung top 3D thì ta thấy một cái đám nó tăng động hơn, tăng tín hiệu hơn so với nhu so với bình thường ở trên chuỗi xung top. Và khi mà tiêm thuốc thì đây là cái đám cái ổ dị dạng ở cái thùy thái dương ở bên trái. Và trên cổng từ thì dễ dàng phân biệt được cái dị dạng ở vỏ hay là dị dạng ở nằm ở sâu. Đối đối dị dạng ở vỏ thì người ta chia thành cái loại là rãnh dị dạng ở rãnh quận não hay là ở hồi não hay là loại hỗn hợp. Đối những dị dạng mà rãnh quận não thì thường là biểu hiện là ở hình và hình là hình nón hoặc là hình chóp phủ bởi màng não và thường được cấp máu bởi động mạch màng mềm là một cái nhánh tận và dẫn lưu về tĩnh mạch vỏ não. Còn đối với AVM ở hồi não thì là một hình cầu phủ bởi vỏ não và thường được cấp máu bởi động mạch màng mềm xuất phát từ các cái nhánh động mạch cấp máu cho nhu mô não bình thường và có thể dẫn lưu về cả tĩnh mạch não sâu nữa. Thì đây là cái hai cái hình thái để phân biệt dị dạng ở tĩnh mạch ở vỏ não với hình thái là ở trong hồi não.
một cái phân loại đưa ra đấy là cái dị dạng nằm ở sâu, thì đây là một cái ví dụ trên chim chụp cộng tử với T2 có dấu hiệu flow void, và trên chim chụp thì có cái đám dị dạng ngoằn ngoèo và ngấm thuốc sau tiêm, đồng thời có cái phình mạch ở trong não thất bên bên trái. Thế thì trong một cái nghiên cứu hồi cứu của 125 bệnh nhân dị dạng thông đồng tĩnh mạch trên chụp cắt lớp động mạch và chụp DNA hay là chuỗi xung mạch TOP, thì người ta thấy là chụp cắt lớp vi tính có độ nhạy trung là 90% phát hiện AVM ở nhóm đã vỡ và chưa vỡ so với chụp DNA, trong khi chuỗi xung mạch TOP thì chỉ có độ nhạy là 74%. Còn đối với AVM đã vỡ thì độ nhạy của CTA là 87% so với chụp cộng từ là 83%, phát hiện phình mạch nuôi trong ổ dị dạng thì độ nhạy của CTA là 83%, trong khi cộng từ là 0%. Còn phình mạch liên quan đến ổ dị dạng thì CTA là 88%, trong khi cộng từ là 83%. Chụp mạch thì là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán dị dạng thông động tĩnh mạch. Nó cung cấp thông tin rất là chi tiết nhất và chính xác nhất về kiến trúc và động học của AVM, cuống số lượng cuống động mạch nuôi, phình mạch ở trong ở trên đường đi của mạch nuôi hay là phình mạch ở trong nai đớt, và cái hình thái của tĩnh mạch dẫn lưu có giãn hay là hẹp hay không. Và trong trường hợp mà những bệnh nhân mà chảy máu ở nhu mô chảy máu dưới nhẹ và chảy máu não thất ở bệnh nhân trẻ tuổi mà không tìm thấy được nguyên nhân trên CT và chụp cổng từ thì người ta khuyên cáo là chụp DNA. Và ngày nay chụp DNA và ngày nay DNA thì sẽ là một phương tiện để kết hợp cho việc điều trị nút mạch hoặc là nút mạch trước phẫu thuật hoặc là xạ trị ở những trường hợp bệnh nhân dị dạng thông động tĩnh mạch. Thế thì cái liên quan đến điều trị thì người ta sẽ dựa vào cái thang điểm phân loại spectral mắc tanh, dựa vào ba cái, thứ nhất là dựa vào cái kích thước, dựa vào tĩnh mạch dẫn lưu và dựa vào vị trí của dị dạng để người ta đánh giá để đưa ra cái khuyến cáo điều trị cho phù hợp, và dựa vào các cái về mặt hình ảnh trên chụp cắt lớp hoặc là cộng từ thì khi mà xác định là có dị dạng thông độ tĩnh mạch thì cần phải kết luận về cái phân độ theo spectral mắc tanh này để đưa ra cái chiến lược điều trị cho các nhà lâm sàng. Về chuẩn đoán phân biệt thì có hai cái bệnh lý mà có thể chuẩn đoán phân biệt, cần phải chuẩn đoán phân biệt là thứ nhất là cái bệnh lý mạch máu tăng sinh ở trong não, mà ở đây là một cái ví dụ bệnh nhân nam 26 tuổi mà có liệt nửa người bên trái tiến triển, và bệnh nhân này thì có rất là nhiều các cái động mạch tăng sinh ở não bán cầu bên phải nhưng mà không thấy cái tĩnh mạch hiện hình tĩnh mạch dẫn lưu, hoặc là cái bệnh lý cái hội chứng phân đoạn động tĩnh mạch não và hàm mặt. Thì có cả dị dạng ở trong nhu mô não và cả phần hàm mặt. Thế thì cái kết luận được đưa ra ở đây thì tiêu chuẩn để chẩn đoán dị dạng thông đồng tĩnh mạch thì có hai phần, đó là phần hiện hình của cái ổ dị dạng, cái thứ hai là hiện hình của tĩnh mạch dẫn lưu sớm. Về phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì có chụp cắt lớp vi tính, chụp CTA cộng từ hoặc là DNA. Thì CT thì đây là phương tiện chẩn đoán sẵn có và rất là phù hợp trong thời những cái dị dạng thông độ tĩnh mạch vỡ ở trong thời điểm cấp cứu. Còn cổng từ thì nó cho cái vị trí kích thước của dị dạng và phát hiện được chảy máu cũ tốt hơn, đồng thời cùng với cái tổn thương của nhu mô liên quan sẽ tốt hơn so với phim chụp và CT A, nhưng mà tuy nhiên thì độ nhạy của cổng từ thì lại thấp hơn. DNA là tiêu chuẩn vàng, đồng thời cũng là cái phương tiện để kết hợp với điều trị cho dị dạng thông động tĩnh mạch. Em xin hết ạ.